Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú anh em và các bạn thân yêu. Tối nay thì tiền đi làm về rồi cái ghé qua tiệm bán heo gừng á, mua hộp thịt heo gừng á về ăn, cho nên là Khánh rủ Út xuống ăn luôn, sẵn kêu Út qua xuống về ăn cho vui. Thì sau khi ăn xong thì qua tới về học bài cho ngày mai. Út thì về chuẩn bị mai đi làm, còn tiền tiền đi về ngủ mai tính. Đó. Thì heo quay này thì tiền biết chỗ mua chứ Khánh không biết chỗ mua, tiền giới thiệu sơ sơ về món heo quay này. Cái này là heo gừng. Heo gừng của người ta, heo gừng không phải là heo ốm gừng nha, mà heo gừng người ta nuôi trong chuồng. Thì xong rồi cái người ta mần, tại vì mỗi ngày người ta lấy có nửa con người ta quay rồi bán hết người ta nghỉ à. Lấy nửa con, còn nửa con. Còn nửa con người ta thì người ta giao cho người ta. Bán thịt đó hả? Cái này người lòng heo gừng cũng ngon lắm á, nhưng mà mình muốn ăn mình phải đặt trước mới có. Cái này là bán hình như là một cái chân mò, một cái chân nướng 150 á. Còn hộp này là bao nhiêu? Hôm nay 200.000. Còn cái này là heo gừng ăn chung với rau gừng. Con heo gừng nó ăn rau gừng, còn bây giờ mình vừa ăn rau gừng mình vừa ăn heo gừng luôn, giờ mình thành người gừng luôn. À. Thì để coi rau gừng này có gì nha. Đây là này là heo quay rừng. Cái này là lá cóc nè. Ê. Rồi gớt. Không rồi. La rồi. Đây là lá cóc. Lá cóc này là cái lá của cái cây trái cóc mình ăn chua chua giòn giòn á. Là lá điều nè. Lá điều. Cái này lá điều hả? Lá của cây điều. Vậy hả? Điều gì? Hình như vậy á. Không phải. Không phải cái lá kia này. Khoan để con đố Út nè. Đố Út nè. Đố cưng lá này là gì nè? Quế. Bậy, hỏi kỹ. Nghe thấy giống gì? Quế, giống như một. Không. Nè, hai biết lá gì này là gì không? Dầu gió. Nghe mùi dầu gió. Lá xá xị. Kẹo the. Cho bà hỏi thôi. Lá xá xị. Cái mùi y chang á, sàn cho nắm nhỏ hỏi ơi. Y chang cái nước xá xị luôn. Đúng rồi, lá xá xị. Đây là cái lá mà tiền mới vừa nói nè. Quá nồng hơn. Nghe giống như một kẹo the, y như là cục kẹo the hồi đó Tâm Đồng 6 cục xanh xanh á. Kẹo dặn hai đầu phải không? Đúng rồi, dặn hai đầu gói với tắn. Như có chuối. Chuối già. Chuối không à? Chuối già. Như là lá đinh lăng nữa. Đâu phải đinh lăng. Gì? Cái này là bông sơn nhái nè, bông sơn nhái. Ủa, bông sơn nhái ăn được hả? Sơn nhái nhưng mà cái bông màu hồng mới ăn được nha. Còn cái bông màu vàng là không được nha. Phải chết nền nữa. Ăn thì đớ lưỡi thôi chứ không chết đâu. Thì vậy đó. Rồi. Có gì đó. Ê nè, đây là mấy là lá điều nè. Đúng rồi. Ủa, lá điều không xài. Không phải điều, không phải xài biết gì không? Cái cây gì mà mọc dưới mấy sông á, cái bận gì? Cái gì? Lộc dừng, lộc dừng. Ủa này là lộc dừng hả? Ừ, lộc dừng nè. Tưởng đâu cây mớp xác. Sao ăn chích á. Đây là lộc dừng nè. Giấy ngựa, giấy ngựa là cái mớp xác á. Không phải. Không phải, khác nữa. Ừ, cái giấy ngựa là cái nó có cái giống như là cây giống như cái dây. Bình thường khoan để cho con nói. Cái cây bình thường mà cái cây gì chua chua, cây bần á, là cái có cái bình thường tôi kêu bằng cặt bần là nó nhọn, còn cái giấy ngựa là cái nó có đưa lên nhưng mà nó tròn. Nó bầu. Nó không có nhọn. Như giấy con ngựa vậy thôi. Đây là cây lộc dừng. Ở đây có mấy lá? 1 lá, 2 lá, 3 lá, 4 lá. Bốn lá mà bốn đứa, tôi còn lá nào nó hơn mỗi đứa rồi. Mỗi đứa một lá ăn mỗi lá đứa. Rồi cái này đây là cái món khác nữa. Khánh không biết món này là món gì, tại vì tiền đem về nhưng mà Khánh đón sơ sơ ngoài. Đây là cái này là đồ lọc quế. Đây là lọc quế, bánh lọc quế hay sao, thử cái nha. Ủa cái này là đồ cho à? Nghi ngờ là bánh lọc quế. Chính xác. Thấy không? Khui. Chính xác này là bánh lọc quế luôn. Có Khánh em hả? Khánh rất là khoái ăn cái món bánh này. Ở ngoài quế. Thường thường thì tuy là chưa có được ra quế ăn lần nào, nhưng mà mỗi lần lâu lâu đi lên thành phố là khoái ăn bánh lọc quế. Lọc quế ngon lắm. Rồi cái món heo quay, heo gừng quay thì mình ăn chung với rau gừng nè. Rồi ở đây là có bánh hỏi nè. Đây là bánh hỏi, đây là cái nước mắm để mình ăn với bánh lọc quế. Còn này thì khi mà mua heo gừng á, nước cay thì người ta cho mình hai cái hũ này luôn á. Đây là hai hũ nước chấm nè. Đây là ớt đỏ.
muối ớt. Ui này mắm tôm ăn vô thơm nhất nách luôn á. Cái này nhưng mà cái heo gừng này được cái là hay biết sao, ăn nó không có ngán, ăn nó không, nó ngon lắm chứ nó không có ngán giống như heo quay. Con qua chạy đi lấy cái heo gừng, cái nồi con heo gừng nó màu xám á, còn heo mỏ nó đốm. Để giấy vậy không biết heo gừng hả? Hả? Heo gừng lông sừng sừng á, mà nó nhỏ á. Bình thường ở trên trại đối diện ngay chỗ bán chim nó có cái trại heo gừng đó. Chỗ đó đó hả? Đâu có đâu biết ông lấy đâu. Rồi chia nhau. Ra chén nào. Dạ Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng thưởng thức. Xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn với mấy chị em của con. Rồi ốc ai á? Bữa nay được ăn không? Nè hai. Bữa nay chị mời ăn tướng tự nhiên. Thịt nha, không tiền mua mà chị Khánh mời. Ừ. Rồi Nhật ăn gì con? Cái Nhật cục thịt đi. Ăn thịt phải không? Để kiếm cái gì hai chén. Nó không ăn, không ăn dao gì, không dao. Nè. À, này cục thịt à. Rồi cảm ơn dì hai đi con. Giỏi. Ừ. Giỏi nè, nó mới cảm ơn hồi mấy luôn. Hồi đó nó kêu nó cảm ơn 1 2 không cảm rồi. Ơn luôn. Đây bây giờ Khánh sẽ lựa một cái cục nào mà xương nhất. Nghe thấy cho tiền. Tính ra không còn miếng thịt nào luôn á. Nó chứ muốn chấm gì chấm ốc nè. Này cứ muốn chấm gì nhập nè. Để đây nha. Rồi Nhật ăn đi con. Có nước tương nữa kìa. Để lấy cho ốc. Nè thịt nè, cục này cục thịt xương 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 lưng nè. Bánh hỏi nữa. Thì dớ không tới. Đó. Nó không qua. Rồi. Cái cục mà qua ăn nó mềm hình như cái này, cái chân thử đâu. Ừ, nó có giò. Giò chứ không phải chân. Giò. Cái heo này làm như một con heo á, khoảng chừng 40 kg à, không tới nữa, cho nên là cái xương chân của nó nhỏ xíu à, mình ăn nó không có dai, nó rất là mềm, mềm giống giống như heo sữa nhưng mà không phải. Rồi bây giờ Khánh sẽ lấy một miếng làm gì bánh hỏi vậy, hả? Sao miếng dày dữ vậy? Nó vậy mà dây dưới cà. Ừ, tưởng đâu 2 miếng. Nè ăn đi. Thôi ăn đi con, ăn miếng khác. Rồi đó, bánh hỏi heo gừng. Rồi bây giờ Khánh sẽ lấy thêm nè. Cái này là cái gì, bông sơn, cái gì sơn nhái nè. Cái đọt sơn nhái nè. Đây là lọc gừng nè. Ăn thử cái thịt heo này nó mềm mà nó không có nghe. Rồi lá cóc thơm thơm phải không? Nó không có hôi giống như heo phải không? Heo bình thường phải không? Béo nữa. Lá cóc nè. Còn gì nữa không ta? Chú già chút nữa tính sao đi. Mềm. Chú già kìa, mình chút nữa mình chấm béo, sao. Mà nó thơm nữa. Rồi tiền chấm gì vậy? Mắm niêm hả? Có mắm niêm. Thôi cái cục của Khánh bự dữ ta. Ừ. Còn cục của con. Con. Rồi. Giờ mình ăn nha. Chấm này hả, nào ngon hơn? Cứ là chấm thử đi. Chấm này thử đi. Ăn này phải hồi về đánh răng liền nha ốm. Ăn ngon hơn. Cái mắm ngon không? Cái mắm ngon không? Ăn chú già ăn đương cái giỏi ăn mới ngon á. Đúng rồi. Giờ Khánh sẽ chấm tống cái cục heo quay nè. Giờ mình dồn một lần nào à. Hai ba mà còn công khai nữa. Mà ăn từ từ mới cảm nhận được. Khi mình ăn thì ở bên ngoài đó, cái bánh hỏi đó, nó dẻo, nó mềm đó. Cắn trứng dao ở tâm thì nó giòn, nó thơm. Nó thơm gần nó có nhiều mùi khác nhau luôn. Nó thơm đủ thứ mùi hết. Nó thơm luôn cái mùi chấm mắm nêm nữa. Mắm này đâu phải mắm nêm, mắm này mắm ruốc. Ủa? Mắm gì? Mắm gì hả? Tôm. Tôm. Ừ. Ý là cắn ra 2 lần rồi đó mà nãy còn lòi được 1 cục. Hồi hôm bữa hay đó con hay thầy mà gì nướng nướng nè. Thấy hai bữa hay vô con chở hay vô hay hỏi heo quá. Cái đó thôi cái chỗ mở cài bán ngon lắm. Ăn cái chỗ kia nó không ngon mà nó ngán để mua lần. Ăn chuối được không? Ủa không cho mắm niêm hả? Ừ. Mắm tôm hả? Ừ. Cái này cũng trùng. Ừ. Cái này ngon à. Ngon không? Cay không? Không. Ừ? Không cay lắm. Ừ hử hử. Cái này cũng dễ ăn á, không có hôi. Dạ.
Sao con cũng như bình thường á. Mình ăn cái ốc cá của hôm rồi kia quen là nó ăn trong này thử coi. Ăn ngon hết cục rồi. Ăn nhật. Hai cái này con cục thịt nó già này ngon rồi ạ. Mày có bớt được xương. Ừ. Nè, con mày cục thịt mềm nè. Ăn kiếm cục xương, kiếm cục thịt ha. Ừ, cục thịt này lấy thịt cho nó nhân ốc. Có miếng xương thôi mà. Nói này rồi. Ngon ha. Đúng mà thịt heo quay thì thường thường ăn với bánh hỏi. Nhưng mà bạn này heo gừng quay thì mình ăn với rau gừng. Giờ chấm với mắm tôm. Ngọt ngọt. Mà nó ngon. Ăn ngon á bà. Cái bánh là bánh lọc quế người ta Khánh thấy người ta gói như nè. Gói y như bột lá dừa luôn, hai cái nhập vô à. Đó. Một cái thì có hai cái bánh. Bây giờ sẽ cho mỗi đứa ăn thử. Thử bánh này thử đi. Không thấy ngon hả? Bánh này đâu ra tiền? Cho chị kia chứ cho á. Cho gì cho nhiều dữ vậy? Thì cho nhiều lấy nhiều. Tấm bọc cho vậy đó. Sao không xin thêm? Tính tình mình hơi quấn. Ở trong đây có hai tép nè. Ủa mẫu con tép với miếng hai miếng thịt heo nhỏ nhỏ. Tính tình mà sợ mất luôn cái phần đã cho nên thôi. Ốc ăn hay ốc? Đi không chép. Nó lạ. Ủa có con sao tép mà. À mà con tép với lại bên đây là cục thịt heo, cục mỡ heo. Hả? Ngon hay quá. Dở thiệt chứ. Không biết ăn. Món này ngon chết luôn á. Không, con ăn thử đi. Không có ăn đâu chị. Ăn thử cho biết đi. Út chiên da không dám thử món lạ. Không còn gì. Trai lạ có quen không? Trai lạ thì khoái. Hả? Lạ quen. Sao không sợ? Trai lạ sao không sợ? Chị nói thiệt chứ cái món gì mà người ta ăn được là chị ăn được. Nhưng mà trừ những món kinh dị thôi nha. Con ăn trai lạ. Rồi đây nè. Giống như ăn tới rồi, tiện thử đọc tới rồi. Nghe Nhật nói gì vậy? Nó nói con ăn được mà con không có sợ. Ừ. Không. Nước mắm cũng ngon nữa hả? Ừ. Ừ. Khánh lấy ha, được hai cái rồi. Hai cho thằng Nhật ăn thử hai. Nè, nước mắm nè. Nhật nó không sợ kìa. À, lỡ con nói cho Nhật. Con ăn được mẹ ơi, con không có sợ. Cái gì hả? Hơn mẹ rồi. Nhật giỏi hơn mẹ rồi. Nước mắm ngon. Ai, Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn bánh lọc quế. Mẹ ăn bánh này ngon hay không mà nhìn nước mắm đúng không hả? Ừ. Ngon. Thầy Nhật ơi. Dạ. Ngon quá. Dạ cái gì gì cho con nè. Dạ. Dạ. Thầy Nhật chấm gì ta? Cái kia cay nước mắm cay. Con thấy giống nó nhảy. Ăn nuốt muốn tận tắm mà ngon. Nó dai bột dai lắm. Ừ dai. Bánh. Cái bánh này được cái là ăn á. Rất là thơm mùi lá chuối luôn á. Ha. Thơm mùi lá chuối. Đâu có cái hai ba lớp lá chuối được. Nó lạc quá ta. Thì giấm nước mắm mà. Nước mắm hả? Chủ yếu giấm nước mắm mà. Nước mắm là nhất nè. Bột lọc. Chấm dính hết nước mắm nha, đừng chấm ít nha, chấm hết luôn á. Nước mắm là nhất à. Ừ, được rồi, được rồi. Nửa cái vô rồi. Nước mắm này đậm đặc. Mà nước mắm ngon mà không mày. Ừ. Ai một cái tinh. Ai. Con ăn bắp. Cái gần cắn không có sát nha, nó không đứt. Ăn đã không? Ừ. Ăn đã không? Phải cái răng mà. Răng nãy rồi ăn đã. Răng răng rau rồi nó không có sát. Cái chén này hay lọt cho chị ba vài cái. Chị ba ăn. Để xem. Ừ. Cái này giống hai tép quá phải không ta? Cục thịt chiên tép. Cục thịt chiên tép mà. Ừ. Cái này cũng cục thịt chiên tép hết trơn. Cái này người ta làm khéo nè. Ăn luôn lá chuối cho nó có gao. Ừ. Rồi qua xích vô, ngước đầu lên, nhìn. Đứng ngoài thẳng lưng lên. Ăn hay vô hay lọt xong rồi kìa. Hai cái. Nè nước mắm nè. Có cặp chân mày lên nhịn mặt Út khác hẳn ha. Ừ. Chân mày tay gian Út trắng á. Cái là làm đậm lên. Cái là làm đậm lên nó hôi thôi nghĩ sao làm đậm nhìn già lắm.
nhìn nó tự nhiên, bây giờ làm càng tự nhiên nó càng đẹp. Già trẻ gì cũng làm đựng đậm quá. Dần ý là lớn tuổi hay nhỏ tuổi gì cũng nên làm lật lật. Anh cho nhìn nó tự, nó có một cái vẻ tự nhiên. Làm lật thì còn sửa được chứ làm đậm là bỏ luôn á. Organic. Hay nói gì vậy? Organic. Tự nhiên á. Tự nhiên mà organic. Tự nhiên là natural. Tự nhiên không phần hạnh phúc á. Còn natural là thiên nhiên. Thôi, không gặp cái cảm tự nhiên của bạn. Natural là tự nhiên. Gì? Còn chị hai nói natural là thiên nhiên là gì nữa? Chiết xuất từ tự nhiên, thiên nhiên gì á? Tự nhiên mới là natural. Nhưng mà ông nói thôi, đừng cãi. Không biết tiếng Anh thì đừng có cãi. Bà không phải giống cãi tiếng Anh đâu. Ăn cái đậu không? Ăn đòi tiền. Uống rồi, chắc chắc. Lâu rồi không ăn. Cái má này già. Cái này cái gì ta? Cái da á, da heo á. À, chị Băng. Nè, cục này ngon hả? Nhìn cái móng không á. Đếm cục xương gặm à. Cái heo. Heo hơi non, heo tơ mà nhỏ nhỏ. Qua lên gặm cái móng xương nè, ngon lắm. Hôm qua xương. Ăn hết nữa thôi hai ơi. Hai ơi. Ăn quá da. Chiều qua ăn quá trời, ăn quá không nổi luôn á. Nè tiền, cục thịt. Còn nhiêu của hai phải không? Còn nhiêu của hai phải không? Hai gặm đi. Đi giá bộ á. Đi giá bộ thì để gì có đứa nào trả lại không? Ai vậy không đứa nào trả lại trơn. Chị đi qua ăn quá trời luôn. Ăn gì? Qua ăn ăn mì cơm. Cơm tôm này ngon nha. Cái gì ngon? Cái cơm tôm. Cánh trúng ngon. Cơm tôm ngon. Cơm tôm ngon. Ta nêm nếm rồi phải không? Thiệt giờ có một chén cơm nóng chấm chú chát này, chú già này chấm mắm tôm ăn cơm nóng thôi cũng ngon, khỏi thịt hại. Biết hai phái gì chấm mắm tôm không? Biết không? Dạ. Yeah. Không phải. Thịt luộc. Không phải. Tất cả. Thôi bà, em ăn cái đó được. Có nấu ăn cà được đâu. Tất cả đó ăn, không biết em ăn giòn giòn ngon. Cà gì còn hả? Còn pháo. Em ăn cái cà pháo đó được nha. Cà pháo chấm mắm tôm mà không biết ăn được. Hồi đó em có ăn mà sao nó lâu ghê. Không à. Ta tốt ra làm á. Mua ăn xong mới ngon mà. Chị chưa bao giờ thử luôn. Cái gì mà là cái món của người Bắc là chị chỉ thấy có món đó thôi đó. Món trùng. Không biết người trong người Bắc mẹ em tạm nhất. Ăn rồi không có được hay biết không? Hả? Cái hộp nó. Cái hộp thà cái trái cà pháo mà mình gỡ cái hộp ra nặng cái hộp ra ăn được, còn để cái hộp ăn không được. Nó ngon là nhờ hộp với vỏ. Nhưng cái mà hộp tân tân vỏ thì da giòn giòn. Nhưng mà em ăn cái hộp được. Kiểu ăn nó. Nó bụp 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 sao nói chung mà ăn không được. Ngon rồi. Không biết ăn. Còn con á, hồi còn nhỏ thì không cần biết nha, nhưng mà từ lúc lớn mà cái gì mà ăn rồi thì ăn hoài. Cõi nào mà không thử là không bao giờ thử. Thôi ăn được rồi ăn. Nó ngon ngon mà tại mình đâu có ăn đó, giờ mình chưa ăn không biết mùi vị ra sao, cho nên mình nhìn mình cũng không thèm luôn. Cái cây bông nó hôi quá. Ăn gì? Ê, ăn nhái. Nhái vậy nó hôi quá. Thôi được coi lăn. Ủa ốc muốn chừng nhật bị gì vậy? Trời ơi. Trong gỡ ra đi. Nó có da đụng vô đâu. Nó chơi dập cái móng giò xuống. Nó dập ngược luôn hả? Ừ. Nó tắt hết cái móng rồi đó. Còn chiếc nữa. Canh nó ngủ quá. Nó ngủ thì ngủ xem. Ngồi á. Nhẹ. Trời ơi. Bây giờ tôi lẽ là ngồi ghé đi nữa. Đêm 3 giờ mất dậy chắc má. Cô ngầm. Nằm ngửa mà. Lúc đó là con thanh dần luôn. Nó ngủ mất tiêu rồi. Em canh mấy đêm mà ngủ mất tiêu rồi. Chuối nào qua. Chuối mất. Khác cũng vậy trước đó mà. Ăn nó giật mà. Qua phái chú già. Dạ. Giật mà nó cũng không có nhớ được con làm gì nó nữa. Sáng em quên. Ví dụ như canh lúc mà nó coi điện thoại cái gì đó. Xíu là ngay mùi rồi, xích rồi. Nó mùi nữa chứ. Còn dính được miếng. No thằng có buồn ngủ quá. Mà có hai món thôi nhưng mà năm đứa ăn no luôn á. Dư luôn á, ăn không hết luôn nè. Nói chung ngon nhờ cái mắm tôm là nhiều á. Ăn cái là cái mắm tôm ngon hơn cánh đó. Tôm ngon hơn là nước mắm. Ơ mẹ. Nước tương của hôm qua. Nước tương của qua á. Định chấm. Tương đâu ai bán đâu. Mà quá cái này chấm ngon nè. Ừ. Ai thích ăn gì chấm đó, hôm qua không biết ăn mắm.
clip của Khánh Tây cũng đã hết rồi. Khánh xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu như ông bà cô chú anh chị thấy thích thì nhớ like, chia sẻ, coi hết quảng cáo cũng như là viết dòng comment chứ đừng thả ai cần. Khánh xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Khánh cũng xin chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi tối vui tươi hạnh phúc bên những người thân, bên gia đình của mình. Còn bây giờ thì cả nhà Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại.